chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Và ngày hôm nay tôi sẽ làm video và giới thiệu về một dòng xe mà hôm trước đó tôi cũng đã làm và đánh giá về một con xe rất là đẹp. Thì hôm nay tôi lại về thêm một chiếc xe cũng được đánh giá khá là tốt. Đó là chiếc Daewoo Nubira 203. Và đây là chiếc Nubira. Chiếc xe này được thiết kế màu ghi vàng, sedan hai đầu và đánh giá nằm ở mức là 100 triệu là sở hữu chiếc xe này. Thì đây là về phần tổng thể, về phần thân vỏ thì là sedan hai đầu và cũng còn rất là bóng. Và hiện tại thì đã được sơn và đánh bóng lại thì cũng khá là đẹp. Về phần đèn của chiếc xe thì hiện tại chiếc xe này đèn còn khá là sáng và tốt. Và về phần lốp thì như các bạn đang thấy, lốp còn khá là đẹp. Và chiếc xe này được trang bị 4 quả la răng đúc và được thiết kế rất là đẹp mắt. Và chiếc xe này được trang bị phanh đĩa hai bánh trước. Và chúng ta cùng đi về bên trong nội thất của chiếc xe này. Như các bạn thấy thì đây là phần nội thất của chiếc Nubira 203. Nỉ nguyên theo xe thì rất ít chiếc xe được giữ nguyên về phần nỉ ghế như thế này. Toàn bộ phần nỉ ghế trước và ghế sau vẫn còn nguyên theo xe. Và đây là về phần trần của chiếc xe thì hiện tại còn khá là đẹp, không bị xù và rách với cái đời 203. Về phần nội thất ghế trước thì cũng đã được bọc áo ghế rất cẩn thận và đẹp mắt. Còn đây là về phần mặt táp lô. Như quý vị đang thấy thì hiện tại mặt táp lô còn rất là đẹp và sần. Về phần vô lăng. Vô lăng thì với cái đời 203 như thế này thì chiếc xe cũng được thấy khá là ít, chạy ít thì mới có thể sần như thế này. Về phần mặt đồng hồ còn rất là sáng và chiếc xe chạy khoảng hơn chục vạn. Chiếc xe này thì đã được trang bị 4 kính điện. Nhưng tuy nhiên thì về phần gương thì vẫn là gương chỉnh cơ. Về phần kính điện thì hoạt động vẫn rất là tốt, thì tôi sẽ cho quý vị thấy. Đây, lên xuống rất là mượt mà. Và về phần dàn lạnh của chiếc xe thì tôi bật chìa khóa và chưa nổ máy thì như các bạn thấy thì cũng đã khá là mát, hoạt động rất là tốt. Về dàn âm thanh thì hiện tại chiếc xe này chưa được trang bị về màn hình DVD. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy về những cái logo như thế này thì hiện tại vẫn đang còn và không bị mờ nhiều. Cũng như là về phần logo của lên xuống kính. Và đây là phần củ số của chiếc Nubira. Cũng như là về phần phanh. Toàn bộ về phần da này thì hiện tại vẫn còn đang rất là đẹp. Tất cả những cái khoang chứa đồ như thế này thì hiện tại về phần bấm này vẫn hoạt động rất là tốt. Và đây là phần máy của chiếc Nubira. Thì hiện tại đã được salon dọn rửa rất là sạch sẽ và kỹ. Về phần máy con xe này thì đã được trang bị 4 xi lanh và máy 1.6. Thì với máy 1.6 thì sẽ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này sẽ khoảng 7,5 lít. Đã được dọn rửa rất là sạch sẽ. Phần răng
Và đây là phần thiết kế của cốp xe. Thì với dòng sedan hai đầu thì phần cốp khá là rộng rãi. Và chúng ta cùng đến về phần lốp dự phòng. Chiếc xe này đã được trang bị lốp dự phòng và cũng là răng đúc. Chiếc xe vẫn đầy đủ tích tuyếp. Và hôm nay thì tôi làm video và giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng xe Nubira. Thì hiện tại chiếc xe này đời 2003 và đang nằm ở mức giá khoảng 100 triệu đồng. Thì có bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe này hoặc là những dòng xe khác thì hãy liên hệ với số điện thoại tôi để phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.